Việc tạo một môi trường lành mạnh trong mùa hè này đang là một trong những nỗi băn khoăn của các bậc phụ huynh. Thay vì cho con tham gia các trại hè như xu hướng, nhiều gia đình lại lựa chọn để con trải qua một mùa hè bình thường nhưng ý nghĩa qua những công việc nhà. Không trại hè, không học thêm, đó là cách mà chị Hạnh cùng con mình trải qua kỳ nghỉ hè năm nay. Lo lắng trước những lời mời quảng cáo từ các trại hè, không biết rằng liệu con mình có học được gì sau mỗi lần đi trại hè hay không. Vậy nên năm nay, chị quyết định cho con tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ hè bằng cách dạy con các công việc nhà để con rèn luyện thói quen tốt hàng ngày. Nhiều khi là cũng sợ là con còn bé là một đấy, rồi các trung tâm mình không tìm hiểu kỹ thì cũng sợ, cũng lo. Rồi lo sức khỏe con, là lo không biết là có học hành được gì không hay là như nào đấy. Nhà ấy thì hè thì cũng có giúp đỡ bố mẹ làm những việc nhỏ thôi vì nó cũng nhỏ nhỏ mà. Nó cũng thích ấy mà, làm cẩn thận lắm, gấp đẹp, làm sạch. Hình ảnh cậu bé Trần Minh Đăng 6 tuổi, hàng ngày đi chợ như thế này không còn quá xa lạ với cư dân sống tại khu đô thị Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm. Đây là công việc yêu thích của Minh Đăng, bởi cậu bé được tự chọn những món ăn mình ưa thích theo thực đơn cậu đề ra. Thế rất là vui vì là con thấy con được thỏa thích sáng tạo những món ăn mà con thích. Thực đơn thì con sẽ tự chọn. Ngay từ đầu mà mình sinh bạn này ra là mình đã có một cái ý tưởng, đó là cho bạn ấy tự lập. Và tự lập ở đây là tự lập trong tư duy này, tự lập trong các hành động của bạn đấy và nhất là trong những cái hoạt động thường ngày. Việc cho con tự đi chợ và vào bếp cũng là cách rèn luyện cho con tính tự lập, rất bổ ích, tránh xa những đồ dùng điện tử không tốt cho trẻ em. Đồng thời, đây còn là những hoạt động vô cùng hữu ích để làm tiền đề giúp các em phát triển tư duy và tính cách độc lập sau này. Đối với cả con trẻ, đầu tiên từ những cái năng lực là tự phục vụ bản thân, sau đó là những cái năng lực mà kiểm soát được cảm xúc của mình. Những cái kỹ năng cơ bản để giúp cho các con suy nghĩ, cân nhắc nhiều giải pháp để giải quyết những cái tình huống cụ thể ở trong cuộc sống. Rồi là lựa chọn những cái giải pháp nào, những cái cách thức để mà các con đưa ra được các cái quyết định ở trong những cái tình huống lưỡng nan sẽ là những cái điều rất là quan trọng mà trước đây dường như là chúng ta không có chú ý tới, thì bây giờ nó lại trở nên rất là quan trọng để giúp cho đứa trẻ có thể trở nên tự tin và tự lập, làm chủ được cái cuộc sống của mình hơn.